Có, chúng tôi có lên giường với nhau, nhưng anh Ngôn Phi không giết người. Dạ Tuyết, tôi hiểu cô muốn giúp tôi, nhưng không được nói dối trước tòa án. Xin lỗi, tôi đành phải nói ra điều không nên nói. Yên lặng. Nhân chứng hãy bình tĩnh. Cô có thể nói tiếp không? Công tố viên tiếp tục phát biểu. Tình hình thực tế sẽ là tối hôm đó, sau khi bị cáo và nhân chứng quan hệ với nhau, anh ta rời khỏi nhà cô lúc nửa đêm, đã bị cô Gia Gia phát hiện. Bị cáo không muốn bị lộ chuyện, bèn giết người diệt khẩu. Có đúng thế không? Không, anh Phi không giết người. Khi anh ta ra khỏi nhà cô có nghe thấy tiếng mưa rơi không? Có. Thưa quan tòa, lời khai của nhân chứng trước sau không nhất trí, bị chỉnh sửa nhiều lần, có rất nhiều tình tiết đáng ngờ. Bởi nhân chứng có những lời khai mới phát sinh, tòa quyết định cần phải chờ thẩm tra bổ sung. Ngừng phiên tòa. Có tin gì từ phía cảnh sát giao thông không? Tiếp tục điều tra nữa cũng là vô nghĩa. Cô gái lái xe kia chắc gì đã khá hơn cô gái đã có mặt trước tòa án. Chỉ càng làm tăng thêm mối hiềm khích giữa các người thân mà thôi. Tôi hiểu chị Phương đang rất buồn, nhưng chị có để ý vẻ mặt của anh Phi trước tòa có phần rất khác thường không? Lời khai của Dạ Tuyết đương nhiên có lợi cho anh Phi, nhưng tại sao anh ấy lại phủ nhận chuyện đó? Anh ấy đã làm cái chuyện đó nhưng không muốn cho chúng ta biết. Tội thông dâm vẫn là nhẹ so với tội giết người, sẽ bị xử tử hình. Vậy mà anh Phi vẫn phủ nhận gian díu với Dạ Tuyết. Nhưng mọi người vẫn nói chị Dạ Tuyết thầm yêu ba của con. Chị ấy nói dối hộ ba thì chẳng có gì là lạ. Tôi nghĩ chúng ta cần điều tra cho rõ đã, rồi mới có thể kết luận về anh Phi. Được. Vậy thì phải tìm cho ra người nữ tài xế taxi mà anh Phi nói. Cảm ơn. Cô Phương về thăm anh Phi à? Vâng. Trông cô tiều tụy quá thế này, chắc gì rất lo cho anh ấy. Cô nên chú ý sức khỏe mới được. Cảm ơn ông Dân Cửu. Tôi thực lòng mong anh Phi vô tội được sớm về nhà. Nếu không, chẳng rõ hội thi chọn vua đánh bạc thế hệ mới phải quản đến bao giờ. Việc đó sẽ tính sao? Kìa, tôi cũng muốn nhắc cô một câu. Anh Phi làm vua đánh bạc, tài hoa phong độ, các cô gái cặp kè ở bên cũng là chuyện bình thường thôi. Ý ông định nói gì? Ý tôi là đàn ông ra ngoài vui đâu chầu đấy là chuyện thường tình. Tôi cho rằng cô nên nghĩ cho thoáng một chút. Cảm ơn ông quan tâm. Đây là chuyện riêng với vợ chồng tôi. Tôi biết cách giải quyết. Tôi quên, phu nhân Ngôn Phi là hào kiệt trong giới nữ lưu. Cô sẽ rất độ lượng tha thứ cho anh Phi. Tôi chỉ lo bò trắng răng thôi. Chào ông, tôi phải về. Hoàng hậu đánh bạc có khác, độ lượng hơn đời. Dù chồng mình ăn dũng bên ngoài, vẫn cứ vào thăm nom như thường. Kỳ Phương, anh thật sự bị oan. Em hãy nghe anh giải thích. Khỏi cần nói nữa. Đây là chân dung nữ lái xe do máy tính phát họa. Anh xem có thể là người này không? Đúng là người này. Kỳ Phương, đêm hôm đó chị ta lái chiếc taxi ấy. Chỉ cần anh khẳng định là được. Người đó là ai tìm không khó. Kỳ Phương, đừng đi vội, nghe anh nói đã. Anh và Dạ Tuyết trong sáng không hề. Thôi nè, nếu là trong sạch thật thì Dạ Tuyết đã bịa chuyện chứ gì. Đình Dĩ đã nói với Dạ Tuyết rằng không tìm ra nhân chứng về thời gian, cô ấy muốn giúp anh nên mới làm chứng gian trước tòa. Kỳ Phương, tối hôm đó anh đến nhà Dạ Tuyết, cầm chiếc đồng hồ sau đó đi luôn và không làm chuyện gì khác. Anh đừng lừa em nữa. Tâm trạng của Dạ Tuyết thể hiện trước tòa ra sao?
anh cũng thấy rồi đó. Em sao có thể tin rằng anh và cô ta trong sạch? Kỳ Phương, anh sở dĩ giấu em chi tiết đến nhà Dạ Tuyết vì anh không muốn làm nảy sinh nghi ngờ ảnh hưởng đến tình cảm của chúng ta. Anh đã đợi em 3 năm để được hòa hợp. Kỳ Phương, anh đâu có bận tâm đến thứ tình cảm kia. Kỳ Phương à, anh cần giải thích thế nào nữa em mới tin anh là trong sạch? Không phải em đến để nghe anh giải thích, mà là em đang cố làm rõ vụ án này cho anh. Em rất thất vọng trước mọi lời thanh minh phân trần của anh. Kỳ Phương, thế nào rồi? Có tìm ra người phụ nữ đó không? Đinh Dĩ suy đoán không sai. Cô ta là Trần Giao, vợ của Hoàng Quốc Cường. Cô ta có giấy phép lái xe taxi không? Tại sao chúng ta phải nghi chính là cô ta? Không, cô ta vốn dĩ cũng có bằng lái xe, nhưng mấy tháng trước phạm luật giao thông nghiêm trọng nên đã bị thu hồi. Chúng ta mấy hôm trước để ý tìm những phụ nữ có bằng lái và liên quan đến Hoàng Quốc Cường, đã bỏ qua khả năng này. Vậy là cô ta lái taxi không bằng lái. Thảo nào mà anh chồng cứ giấu nhẹm cho vợ. Thế thì chúng ta còn chờ gì nữa? Mau chóng tìm cô ta để làm chứng cho anh Phi. Giang Hân, hãy bình tĩnh. Tôi vừa nói điện thoại với luật sư Chu. Anh ấy bảo cần làm đúng các trình tự pháp luật. Nếu nhân chứng cố ý che giấu sự thật, coi chừng sẽ bị kẻ xấu diệt khẩu. Vậy ta nên làm gì? Mai tòa xử tiếp. Nếu không tìm thấy nhân chứng thì anh Phi sẽ... Tốt nhất là sáng sớm mai Trần Giao có thể xuất hiện ở phiên tòa. Chúng ta còn thời gian là một đêm, cần suy nghĩ thêm xem có còn sơ suất gì không. Hai chị hãy xem bức ảnh này. Chỉ là chụp hai chiếc taxi nối đuôi, có nói lên điều gì đâu. Không chỉ là hai taxi, mà là chiếc xe phía trước, mới chỉ nhìn thấy một nửa sao. Nhìn này, kính phía sau dán ảnh quan âm, hệt như chiếc xe của nhà họ Hoàng. Đúng thế, vị trí dán y hệt chiếc xe của họ đậu ngoài bãi. Chúng ta cứ đến nhà anh ta xem sao. Tôi là vợ anh Ngôn Phi, muốn vào hỏi anh chị một việc này. Các người bám dài như đĩa thế, đừng quấy rầy nữa. Tôi sẽ khiếu nại với tòa đấy. Chúng tôi có thể chứng minh xe của ông đã đổ ở cửa biệt thự chúng tôi đêm hôm nọ. Anh Hoàng, ảnh phát họa này là vợ ông, đúng không? Anh Hoàng, anh Hoàng. Sắp đến giờ rồi, sao họ vẫn chưa đến? Anh khai đã ra khỏi nhà Dạ Tuyết lúc 10 giờ. Xin hỏi có ai làm chứng cho anh không? Không có. Xin hỏi vào lúc 12 giờ đêm hôm đó anh ở đâu? Tôi ở biệt thự của mình. Có người chứng kiến hay không? Có. Lúc 12 giờ tôi xách túi rác ra cửa, gặp một nữ lái xe taxi. Tôi đã báo với cảnh sát biển số xe ấy, nhưng cảnh sát đã tìm gặp chủ xe. Được biết đêm hôm đó họ không chạy xe trên đường. Rõ ràng là anh đã bịa ra chi tiết này. Tôi không bịa. Lúc đó trời đang mưa to, tôi thấy cô ta đang thay lớp xe. Tôi khuyên nên vào xe trú mưa. Khi mưa tạnh, tôi còn giúp cô ta thay lớp mà. Đừng cãi nữa. Tình hình thực tế là 12 giờ đêm anh ra khỏi nhà Dạ Tuyết thì nạn nhân phát hiện hai người giang díu. Anh bèn lôi cô ta đến ngách hẹp phía sau khu nhà, dùng chiếc áo vest thít cổ cô ta chết ngạt, cuối cùng ném xác cô ta xuống đường thoát nước. Có phải thế không? Không, tôi không giết người. Tôi và cô Dạ Tuyết không giang díu gì cả. Đêm hôm đó tôi ở biệt thự của mình. Tôi hoàn toàn trong sạch. Yêu cầu anh bình tĩnh. Thưa quan tòa, tôi xin cung cấp một nhân chứng quan trọng.
Tôi phản đối. Vì trước khi khởi tố không đưa ra tư liệu về nhân chứng. Nhưng sau khi khởi tố thì tôi đã báo cáo. Đó là người nữ tài xế taxi mà anh Phi đã đề cập đến. Trước đó, chị ta đã che giấu sự thật. Đúng thế, khoảng 12 giờ rưỡi đêm hôm đó tôi đã nhìn thấy anh Ngôn Phi ở trước cửa biệt thự của anh ta. Tại sao bây giờ chị mới chịu ra tòa làm chứng? Có ai đó đã cho chị chút lợi ích vật chất gì phải không? Không không. Vì chị Kỳ Phương đã làm cho tôi cảm động nên tôi mới đến đây. Chị Phương đã nói những gì với chị? Chúng tôi có thể chứng minh xe của ông đã đổ ở cửa biệt thự của chúng tôi đêm hôm nọ. Anh phát quả này là vợ ông, đúng không? Anh Hoàng, nếu chúng tôi giao tư liệu này cho cảnh sát, anh chị sẽ bị truy tố. Anh Hoàng, anh mở cửa đi. Chị Ngôn Phi ơi, hôm đó người mà anh Phi nhìn thấy là vợ anh. Vâng, tôi bị ốm gần một tháng, nhà túng tiền, cho nên hôm đó vợ tôi lén đi lái xe để kiếm chút thu nhập. Khi các vị đến tìm tôi lần đầu, cô ấy cũng định giúp các vị. Sao chị không ra tòa làm chứng? Vì nếu bị phát hiện không bằng lái, dám lái xe chở khách, cô ấy sẽ bị đưa ra tòa xử phạt. Chị Hoàng ơi, chị hãy giúp chúng tôi. Tôi xin các người đừng tìm tôi nữa. Chồng tôi đã nói thế rồi, các vị còn hỏi tôi làm gì nữa? Chị ạ, chúng ta cùng là phụ nữ, các chị cũng hiểu cho tâm trạng của tôi. Dù chồng tôi có lỗi với tôi, nhưng anh ấy vẫn là cha của con tôi. Tôi không thể mặc kệ anh ấy được. Đúng thế, các bà vợ đều dám hy sinh vì người thân của mình. Chị nên hiểu cho tâm trạng của vợ anh Phi. Chồng tôi vô tội, anh chị đều là người tốt, nỡ nào đứng nhìn người vô tội bị kết án tử hình. Và nếu chồng chị cũng gặp chuyện như thế, chị có nỡ mặc kệ anh ấy không? Nếu anh ấy bị ngồi tù, chị có thể không bận tâm không? Nếu anh ấy bị ngồi tù, tôi thà ngồi tù còn hơn. Vì ở nhà anh ấy còn có thể kiếm ra tiền nuôi gia đình. Được, tôi sẽ ra tòa làm chứng. Lúc đầu tôi sợ sẽ bị xử phạt vì lái xe không giấy phép, cho nên không dám ra làm chứng. Chẳng lẽ bây giờ ra làm chứng thì không sợ bị xử phạt hay sao? Tôi có sợ đi tù, nhưng chị Phương nói đúng. Chúng ta không thể để cho hai người bị oan uổng. Thưa quan tòa, tôi không hỏi gì nữa. Người biện hộ muốn hỏi lời nhân chứng của bên bị. Được, cô già Tuyết. Vừa nãy đã có người chứng minh, hồi 12 giờ đêm hôm đó, thân chủ của tôi có mặt ở biệt thự, không thể có thời gian đến con hẻm kia giết người. Lần trước cô khai rằng lúc 2 giờ sáng anh Phi mới ra khỏi nhà cô. Có phải cô đã nhớ nhầm không? Yêu cầu cô trả lời. Đúng, anh Phi đã ra khỏi nhà tôi vào lúc 10 giờ. Tôi phải nhắc người làm chứng. Hãy suy nghĩ kỹ đã, rồi hãy trả lời. Lời khai của cô tiền hậu bất chất, chúng tôi có thể kết tội cô đã khinh nhờn tòa án. Cô đã vài ba lần sửa lại khẩu cung chỉ vì cô bất mãn với thân chủ của tôi. Cô yêu nhưng bị từ chối, cô hậm hực nên mới khai bừa như thế, đúng không? Yêu cầu cô trả lời tôi. Cô cố ý vu cáo thân chủ của tôi, đúng không? Đúng. Vì anh ta từ chối tôi nên tôi phải vu khống anh ta. Yêu cầu cô khai cho thật. 10 giờ đêm hôm đó, thân chủ của tôi ra khỏi nhà cô đã không cầm theo chiếc áo khoác và tấm thiếp mừng sinh nhật của cô đưa cho anh ấy, đúng thế không? Không. Khi anh ấy ra về, tôi đã cầm các thứ ấy vứt cả xuống sân tầng 1. Còn hồ ly tinh, đồ vô liêm sỉ. Nếu có tài thì cô hãy kiếm lấy một anh chàng khác. Đừng nên cướp chồng của người ta như vậy. Này, chị kia, chị nói đủ chưa hả? Cứ ngỡ là ai, thì ra là một gã mặt dày.
Đinh Gia Gia là người tình trước đây của anh chứ gì? Cô ấy mồ chưa xanh cỏ, anh đã đi tòm tèm với người khác. Hai anh chị là một đôi gian phu dâm phụ bẩm sinh. Tôi nói cho chị biết, chị chớ nói năng bừa bãi, kẻo tôi sẽ kiện chị về tội phỉ báng. Tôi sợ anh chắc. Dạ Tuyết. Dạ Tuyết. Em đừng buồn. Dù cả thiên hạ đều chê cười em, thì anh vẫn tin em. Đủ rồi, tôi không muốn vào nữa. Anh vào nghe hết giùm tôi kết luận của tòa án. Được, tôi đưa cô về đã nha. Thôi, cảm ơn anh. Tòa tuyên bố bị cáo Ngô Phi không phạm tội giết người, thả ngay tại chỗ. Kết thúc phiên tòa. Kết thúc. Các người có nhầm không đấy? Tâm thần à? Có biết xử án không hả? Con gái chúng ta chết oan mà. Ba, mẹ, đừng thế nữa. Về vậy, chúng ta về. Chúc mừng anh Phi. Xin chúc mừng. Bác đã bình an. Ba, Kỳ Phương đâu? Biết anh đã ổn cả, chị ấy đi rồi. Anh Phi, anh đừng đuổi theo nữa. Dù đuổi kịp, chị ấy vẫn sẽ phớt lờ anh thôi. Hãy để chị ấy bình tĩnh lại đã. Toàn đã tuyên tôi vô tội. Cô ấy phải hiểu rằng tôi trong sáng. Chị ấy luôn tin rằng anh không giết người. Nhưng không có nghĩa là chị ấy tin anh và Dạ Tuyết trong sáng đâu. Ba, cứ về nhà đã, rồi hãy hay. Tòa kết luận anh Phi vô tội, chị nên thấy vui mới phải. Tôi còn nhớ khi mới ra tù, anh Phi đã đưa tôi đến đây ngắm cảnh mặt trời lặn. Ngày ấy thật là vui. Nhưng giờ đây tôi thấy rất hối hận. Từ nay tôi sẽ hòa hợp với anh ấy ra sao đây? Đã tan rồi, sao phải cố gượng trở lại với nhau? Ngày ấy tôi vừa ngôn tin mới trở lại sum họp và nghĩ rằng tình cảm rạn nứt có thể hàn gắn lại. Nào ngờ anh ấy chưa từng chân thành với tôi. Hôm nay Dạ Tuyết đã công nhận mình đã vu oan cho anh Phi kia mà. Sao chị cứ cho rằng anh Phi phản bội chị? Trước tòa anh ấy có tỏ ra đau khổ gì đâu. Anh ấy sẵn sàng nén mình để cầu toàn đó thôi. Tôi đau xót không phải vì anh Phi bị vu cáo, mà là vì anh ấy cứ không chịu nhận lỗi. Qua sự việc này, tôi nghĩ giữa chúng tôi đã chấm hết rồi. Hôm nay là lần cuối cùng tôi ngắm mặt trời lặn. Từ nay sẽ không trở lại nơi này nữa. Ngôn Phi vô tội được thả về. Cô bị phạt 1.000 đồng vì khai man trước tòa. Anh ấy được bình an thì tôi yên tâm rồi. Em đã rất may mắn, chỉ bị phạt tiền không bị đi tù. Dạ Tuyết, đừng dại dột nữa. Anh ta không đáng để em phải bận tâm. Anh biết mấy lâu nay em đã hứng chịu nhiều buồn phiền và mang tai mang tiếng chỉ vì hắn. Nhưng dẫu em bị mọi người lạnh nhạt thì anh vẫn ở bên em. Hãy cho anh được san sẻ mọi sầu muộn của em. Anh sẽ chăm sóc em. Em còn có công việc ở bệnh viện và sẽ có thể gắng vui vẻ phấn chấn trở lại. Dạ Tuyết, em rất cảm ơn lòng tốt của anh. Em có thể chăm sóc bản thân. Lâu nay để làm phiền anh nhiều, chưa biết nên cảm ơn anh thế nào cho phải. Đừng nói cảm ơn. Chỉ cần em cho anh ở lại ăn cơm với em thì anh rất hài lòng rồi.
Sao lại cho tôi nghỉ việc? Trước tòa cô nói bô bô những chuyện bé bằng, cô còn mặt mũi nào làm ở bệnh viện nữa? Nhưng đó là những chuyện đời tư. Trong công tác tôi có sai phạm gì đâu. Xin lỗi, tôi bất lực. Bệnh viện này là của ông Ngôn Phi. Anh Phi đuổi việc tôi à? Không cần phải cho cô biết ai đuổi việc cô. Anh Phi không thể chấp nhận một cô gái nẳng lơ phát ngôn bừa bãi làm việc ở đây. Cô Tuyết à, cô là một y tá giỏi, đến làm ở một bệnh viện khác cũng thế. Vâng, tôi sẽ viết đơn xin thôi việc nộp cho ông. Chị Văn Hân, ông Phi không biết chuyện này à? Anh ấy có biết hay không không sao, tôi sẽ nói với anh ấy. Nếu có hậu quả gì, tôi xin chịu trách nhiệm. Chị Gia Tuyết, chị phải đi khỏi đây, không chăm sóc em được nữa. Em phải chịu khó tĩnh dưỡng, điều trị, hiểu chưa? Chị sẽ đi đâu? Em không muốn chị đi xa. Chị cũng thế. Chị rất mong em chóng khỏe. Dạ Tuyết, cậu bé đến giờ uống thuốc, để khi khác sẽ lại liên lạc. Em chào chị. Chúc mừng anh đã thắng kiện. Cảm ơn cô đã giúp tôi. Cô cần gặp tôi à? Em muốn gặp anh à? Thế là thần Phong gọi điện nói là cô có việc cần gặp tôi. Em chỉ gọi điện bảo anh ấy đến đón em. Không biết anh ấy đã gặp anh. Em muốn hỏi tại sao anh lại đuổi việc em. Tôi đuổi việc cô. Anh có thể làm, sao lại không thể thừa nhận? Em biết, trước tòa em đã nói những câu không nên nói để làm hại anh. Nhưng em chỉ vì muốn giúp anh mà thôi. Tôi hiểu. Cô xuất phát từ thiện chí nên đã nói dối. Tôi không hề trách cô. Lúc này không phải đứng trước tòa án. Anh đừng nên coi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Anh làm thế, em sẽ rất buồn. Cô nên hiểu cho tôi. Tôi không muốn Kỳ Phương sẽ hiểu lầm rằng chúng ta có quan hệ thân mật. Giờ đây khắp đảo san hô này đều chê cười em. Sao anh vẫn phớt tỉnh coi như chưa từng xảy ra chuyện gì? Người ta có thể nói gì chứ? Sao cô cứ muốn thiên hạ cho rằng chúng ta có quan hệ với nhau? Nếu em chẳng là gì trong trái tim anh thì anh không nên quan hệ tình dục với em. Tôi đâu có quan hệ tình dục với cô. Ngôn Phi, anh bất chấp Dạ Tuyết bị mất danh dự, anh dám làm mà không dám nhận. Có còn đáng mặt đàn ông nữa không? Hạng đốn mặt như thế, không đáng gọi là vua đánh bạc. Em đừng khóc nữa. Gã Ngôn Phi đâu phải là người. Hắn chỉ hại em thôi. Chỉ tại em dại dột, từ nay không thèm nhìn mặt anh ta nữa. Mong Giang Hạo Kỳ thứ lỗi. Ngôn Tình xin đến tạ tội với người bạn thân. Tôi đưa Ngôn Tình đến viếng Giang Hạo Kỳ. Cậu ấy gặp tai nạn bất ngờ, tôi cũng rất buồn. Nếu Ngôn Tình không hấp tấp dại dột thì Hạo Kỳ sẽ không bị ngồi tù. Hạo Kỳ mắc sai lầm, tôi chẳng dám trách ai. Sau đây tôi sẽ đi khỏi đảo san hô. Anh Phi có biết không? Trước tòa án tôi đã nói năng bất cẩn, khiến anh chị rất bối rối. Tôi có lời xin lỗi chị.
Dạ Tuyết, tôi hỏi câu này hoàn toàn nghiêm túc. Anh Phi và cô có quan hệ như thế với nhau không? Không. Tôi thật sự có lỗi với chị. Chị luôn coi tôi là bạn tốt, nhưng tôi đã không thể kiểm soát bản thân, đã tiếp cận chồng chị. Có những sự việc thật khó mà tự chủ. Thực ra tôi cũng mắc sai lầm. Tôi đã từng dung vào cho hai người. Dù sao tôi cũng thấy rất cắn rứt. Tuy nhiên tôi sẽ đi khỏi đảo san hô này, tất cả sẽ lại phẳng lặng như xưa. Dạ Tuyết, cô là con người rất tốt, anh Phi đã phụ lòng cô. Anh Phi thật lòng yêu chị. Chị tuyệt đối không nên xa anh ấy. Tình yêu đã biến chất, liệu cô có cần hay không? Ngôn Tinh đang chờ tôi. Tin rằng sau này chúng ta ít có dịp gặp lại. Chúc cô gặp nhiều may mắn. Tôi đi đây. Ngôn Tinh gọi điện cho anh, nói rằng mẹ con em định đi khỏi đảo này. Thật thế à? Em chỉ về lấy hành lý, không muốn tranh cãi với anh. Con là con chung, sẽ em không bàn bạc gì lại bỏ đi. Để cho Ngôn Tinh ở bên anh, em lo nó sẽ lại giống như anh. Kỳ Phương, con gọi điện cho anh, nó nói rằng nó không muốn xa anh. Ít ra em cũng nên nghĩ cho nó chứ. Được, em nhượng bộ. Nhưng chúng ta phải sống ly thân. Thủ tục đã soạn xong, anh ký vào rồi đưa cho luật sư Chu. Tại sao chúng ta phải ly thân? Vì em không thể tiếp tục chung sống mòn mỏi với một người chồng vô trách nhiệm. Nếu anh có làm điều gì quá đáng, anh không chối bỏ trách nhiệm. Nhưng anh có làm chuyện gì đâu, sao anh phải nhận cái hậu quả này? Sao anh cứ khăng khăng phủi bỏ như thế? Anh không thấy mình rất tệ bạc với Dạ Tuyết hay sao? Ngôn Phi ngày trước dám làm dám chịu đâu rồi? Thế thì Lạc Kiều Phương ngày trước rất hiểu đạo lý, đã đi đâu rồi? Nếu anh vẫn cứ u mê đắm chìm như thế thì em chẳng còn gì để nói nữa. Kỳ Phương, Kỳ Phương, Kỳ Phương. Chào anh. Nói xem, em thấy khung cảnh ra sao? Tại sao hiệu ăn vắng vẻ thế này? Vì hôm nay là một ngày trọng đại, rất đáng để chúc mừng. Anh đã thuê bao toàn bộ hiệu ăn. Dạ Tuyết, ta chạm cốc. Anh Thần Phong, tối nay ngoài nói lời cảm ơn anh, em còn định nói một chuyện. Dạ Tuyết, anh cũng muốn nói với em một điều. Dạ Tuyết, tối nay anh sắp đặt tất cả làm việc cái này. Anh Phong, em không cần trả lời anh ngay. Anh muốn em hãy nhận nó đã. Anh biết mình hay ham hố chơi bời, nhưng 3 năm qua anh rất chân thành với em. Anh mong em sẽ cho anh cơ hội để chăm sóc em mãi mãi. Anh hãy cho em thời gian suy nghĩ đã. Anh biết, đây là việc lớn của đời người. Em chưa cần trả lời anh vội, nhưng anh rất mong em sẽ không để anh phải thất vọng.
Alo, anh Thần Phong đây. Anh có việc gì không? Em đã quyết định chưa? Em đang ngắm chiếc nhẫn anh tặng phải không? Sao anh biết? Vì anh quá nhớ em. Hãy để em thêm thời gian suy nghĩ đã. Được. Nhưng em đừng bắt anh đợi quá lâu. Anh nên đi nghỉ đi. Chúc em ngủ ngon. Năm quân nhất. Năm quân nhị. Năm quân tam. Năm quân tứ. Cháu tiến bộ nhanh thật. Chú Minh, chú cũng làm việc giúp sư phụ à? Phải đấy. Học Minh cũng cho rằng ba mẹ cháu không chịu dạy cho thì tài năng của cháu sẽ bị mai một. Cho nên chú ấy quyết định đến giúp chúng ta. Đúng thế. Sòng bạc của nhà họ Ngôn không thể trao vào tay người khác. Chú sẽ dốc sức bồi dưỡng cháu. Sau này cháu sẽ mở mang sự nghiệp sòng bạc cho thật huy hoàng. Kỹ thuật đánh bạc của cháu đã tiến rất nhanh, nhưng với tay nghề hiện giờ thì nhiều nhất chỉ là thắng nổi Hữu Khang Mỹ Giao. Còn một nhân vật nữa e cháu không thắng nổi. Là ai? Đình Dĩ. Tài nghệ của hắn tiến nhanh vượt bậc, chúng ta không thể coi thường. Ba cháu Ngôn Phi đào tạo quả là tài tình. Tiếc rằng ông ấy chỉ dạy cho người ngoài mà không dạy cho con trai. Cả Đình Dĩ đã vượt trên cả Mỹ Giao. Ngôn Tình không dễ đánh thắng gã đâu. Cháu muốn đánh thắng hắn thì nên làm gì? Yên tâm đi, ta sẽ có cách giúp đỡ khiến cháu có thể đạt được ước mơ trở thành vua đánh bạc. Ba, bà đang có điều gì băn khoăn à? Ba đang mệt phải không? Ba chỉ đang lo. Ba đừng lo. Chúng ta xuống tầng dưới, con lấy bánh gato mời ba. Con có nghĩ mai kia trong hội thi đánh bạc dành cho thế hệ mới trỗi dậy, con sẽ giành quán quân, trở thành hoàng hậu đánh bạc không? Ba, lo cũng vô ích thôi. Con không thể thắng nổi Đinh Dĩ. Thực ra Đinh Dĩ thắng vẫn là rất tốt. Ba không muốn Đinh Dĩ trở thành vua đánh bạc thế hệ mới à? Làm vua đánh bạc thì có gì là hay? Ba vẫn lo cho người nào chiến thắng. Ba từng nói rồi, ba không muốn chứng kiến chàng rể tương lai của ba phải rơi vào vòng đau khổ của cờ bạc. Con có biết tại sao vợ chồng Ngôn Phi không muốn cho cậu con trai học đánh bạc không? Vì họ cho rằng cờ bạc rất có hại. Họ không muốn con trai bước vào vòng ân oán giang hồ, chỉ mong cậu ta sống bình an phẳng lặng. Phải. Con đã hiểu. Cách nghĩ của ba cũng giống như Ngôn Phi. Nhưng ai sẽ tiếp quản sòng bạc? Nếu để cho người bất tài kém đức tiếp quản thì sẽ nguy hại cho rất nhiều người. Bản thân con đã chịu ơn Ngôn Phi thì ba chẳng nói làm gì. Nhưng Đinh Dĩ thì khác. Nếu có ngày cậu ta nổi bật trong làng cờ bạc thì sẽ có rất nhiều người đến khiêu chiến. Đến lúc đó các con có thể sống hạnh phúc hay không? Cờ bạc đã khiến ba nếm đủ mùi đau khổ. Ba biết đó là ngõ cụt không có lối thoát. Ba rất không muốn các con trở thành vua thành chúa đánh bạc làm gì.
Bà biết con rất khó nghĩ, vừa muốn đền ơn dưỡng dục của Ngôn Phi, lại không muốn nhìn thấy người thân yêu của mình sau này phải khốn khổ. Rất mâu thuẫn chứ gì. Thực ra con có thể bảo Đinh Dĩ đừng tham gia tranh ngôi quán quân đánh bạc, cứ để Hữu Khang thi đấu, vẫn là được cả hai việc. Ba rất lo các con phải chịu đau khổ như ba đã nếm trải. Ba rất mong đứa con gái duy nhất của ba được sống hạnh phúc, vui vẻ. Mỹ Giao, khi khuyên nhủ Đinh Dĩ, con cần phải rất khéo, kẻo sẽ không có kết quả đâu. Cậu không sao chứ? Dân, tôi gửi gắm toàn bộ tinh thần và niềm tin vào cậu, đừng làm tôi thất vọng. Mỹ Giao và Hữu Khang đều có biệt tài riêng của mình, họ có cơ hội nâng cao kỹ thuật, họ đều có điểm yếu chứ không toàn diện như cậu. Điều quan trọng nhất là cậu có năng lực tiếp quản sòng bạc, nhưng tôi có rất ít kinh nghiệm. Kinh nghiệm thì có thể tích lũy dần. Hữu Khang hiểu biết còn hạn chế, chỉ có thể làm phó điều hành. Mỹ Giao thì quá bảo thủ, không thể phát triển mở mang sòng bạc. Chỉ giao cho cậu tôi mới yên tâm. Cậu buộc phải thắng, có thể tôi mới khỏi phải lo lắng đêm ngày. Trước kia tôi còn có Kỳ Phương, tôi xin gắng hết sức, không để anh Phi phải thất vọng. Ngồi đi, ngồi đi, ăn cho nhiều vào, cứ coi đây là nhà mình. Xin lỗi nha, bữa ăn đạm bạc, cháu cứ tự nhiên đi. Cảm ơn hai bác, thế này là thịnh soạn rồi, hương vị cũng rất thơm ngon, cháu rất thích. Thích thì nên sớm về làm dâu nhà này đi, ngày nào bác cũng có thể nấu cho cháu ăn. Mẹ, chúng con chưa có dự định gì, mẹ đừng lo hộ chúng con. Ai lo hộ con, mỗi người đều tự lo thân, gấp thức ăn cho người ta đi chứ. Dân, xin lỗi, cảm ơn anh. Bà nghĩ gì thế? Mọi người đang vui vẻ cả. Nếu Gia Gia vẫn còn thì tôi càng vui hơn. Nó rất thích các món tôi nấu. Thế mà tôi chẳng còn dịp nào nấu cho nó nữa. Bà mẹ cứ yên tâm, con sẽ đòi lại công bằng cho em gái con. Phải bắt bằng được hung thủ. Bắt hung thủ là quan trọng, nhưng con phải thắng để giành được ngai vàng vinh quang. Hãy chuyên tâm luyện kỹ thuật đánh bạc đi, chớ có phân tâm. Đúng, việc bắt hung thủ hãy để cảnh sát họ làm. Mỹ Giao đang ở đây, ta nên phấn chấn vui vẻ lên. Đúng đúng đúng. Thế nào? Đêm trước ngày thi đấu phải chơi nhạc để em được nhẹ nhõm. Tạm ổn rồi chứ. Cảm ơn anh. Anh Đinh Dĩ, rất mong sẽ đại thắng trong cuộc thi vua đánh bạc lần này phải không? Anh đương nhiên không muốn để anh Ngôn Phi phải thất vọng. Nếu em nói em muốn làm hoàng hậu đánh bạc, anh có giận em không? Em làm quản lý cho sòng bạc của anh Phi bao năm, không ai hiểu rõ tình hình sòng bạc bằng em. Vì mong báo đáp công ơn của anh ấy, em đã không ngừng luyện tập. Mong có ngày mình sẽ kế tục anh ấy.
Huống chi em đang là tổng quản sòng bạc, nếu em thua thì chẳng còn mặt mũi nào nữa. Giả sử em đánh bại anh thật thì anh sẽ thế nào? Cần hiểu rõ mình là ai, anh sẽ không giận em. Em thật sự muốn chiến thắng à? Anh Dĩ, sao thế? Uống rượu mặt đỏ rồi cãi nhau với chị Mỹ Giao hay sao? Anh Phi và ba mẹ anh đều mong anh sẽ là vua đánh bạc, nhưng Mỹ Giao thì lại không tán thành. Anh không biết mình nên chiều theo ý nguyện của ai là phải. Không khó quyết định. Anh cứ nghĩ xem trong lòng anh ai nặng tình hơn thì anh chiều theo ý nguyện người ấy. Có gì mà khó xử? Cảm ơn em đã nhắc nhở. Cảm ơn gì chứ? Thực ra vua đánh bạc chỉ là hư danh, đâu có thể quan trọng bằng người mà ta yêu mến. Em nói đúng. Anh đã hiểu mình nên làm gì. Anh chính là người trong cuộc dễ lú lẫn. Em biết rồi. Anh sẽ để cho chị Mỹ Giao chiến thắng, hy sinh vì người yêu. Thật là lãng mạn. Đình Dĩ, nghe nói ba tôi đã huấn luyện đặc biệt cho anh, cho anh đã tiến bộ rất nhanh. Hội thi vua đánh bạc thế hệ trẻ lần này ngôi báo chỉ có thể thuộc về anh. Cậu quá đề cao tôi rồi. Mỹ Giao và Hữu Khang đều rất tài ba và giàu kinh nghiệm hơn. Tôi thắng họ sao được. Anh Dĩ quá khiêm tốn. Tôi tin chắc sẽ là anh. Xin chúc anh thành công. Cảm ơn. Thôi, tôi phải đi làm việc. Hai người nói chuyện nhé. Em và Đinh Dĩ vừa nói chuyện gì mà rôm rã thế? Nói về hội thi ngày mai. Đinh Dĩ rất có tiền đồ. Em có ý với anh ta chứ gì? Anh nói gì thế? Em chỉ coi Đinh Dĩ như anh trai thôi. Anh cũng có thể trở thành vua đánh bạc. Em từng nói mình thích lấy vua đánh bạc khi mà. Em nói là thích lấy người mà em yêu mến. Thế thì anh chính là người mà em yêu mến. Có ai lại hỏi thẳng như thế này không? Chờ khi nào em nghĩ thấu đáo, em sẽ trả lời anh. Cuộc thi hôm nay là sự kiện trọng đại trên đảo san hô này. Anh Phi mời tôi làm tổng trọng tài thực vinh hạnh cho tôi. Chim viên Hoàng Văn Cửu quá khiêm tốn. Bây giờ xin mời các đấu thủ vào trận địa. Họ đều là các nhân vật trẻ tuổi tinh anh của đảo san hô. Họ sẽ cùng gắng sức tranh đoạt ngôi báo thế hệ vàng lần này. Mời các đấu thủ vào vị trí. Chờ đã. Ngôn Tinh, con đến đi làm gì? Con cũng dự thi vua đánh bạc thế hệ mới. Con nói gì? Hội thi vua đánh bạc thế hệ trẻ công khai cho phép mọi người dự thi, cho nên con cũng đến thi đấu. Không ai có thể ngăn cản con. Vào đây đã. Ba và mẹ đã nhiều lần nói tuyệt đối không cho phép con dính đến cờ bạc. Sao con không nghe lời? Đúng thế cháu ạ. Sao cháu cứ vi phạm hết lần này đến lần khác như vậy? Cháu đâu còn là trẻ con. Tại sao chỉ một chuyện vặt như thế cũng cấm đoán? Ta là cha của con, ta cấm con dự thi. Ba, con đã lớn, không thể chuyện gì cũng phải nghe lời ba. Tôi cần gặp Ngôn Phi. Bên ngoài đang đợi sốt ruột lắm rồi. Tôi mong anh Phi không nên vì con trai mình mà làm lỡ cuộc thi đấu. Xin lỗi, hãy chờ tôi thêm một lát. Việc cầu tin tham gia thi đấu cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Nếu anh lo người ta nói là không công bằng, thì dân cửu tôi đây có thể đứng ra làm trọng tài. Cảm ơn, tôi không bận tâm thiên hạ nói tôi ra sao. Anh Phi luôn mong muốn con trai mình không dính dáng đến cờ bạc.
Tuy nhiên, theo quy tắc lần này, những ai liên quan đến sòng bạc của nhà họ Ngôn đều được phép tham gia thi đấu. Nếu anh cứ cấm cậu Tinh thi đấu, e là không đúng với quy tắc. Và dù lập luận kiểu gì cũng là rất khó nghe. Muốn con cái không dính đến cờ bạc thì chi bằng cứ cho nó thi đấu, để nó nếm mùi thất bại, nhận được bài học, chẳng phải là càng tốt hay sao? Con đã nhất quyết muốn thế, bà cũng không ngăn cản nữa. Nhưng hãy ghi nhớ câu này: dám đánh bạc, dám chịu thua. Cảm ơn bà. Anh Phi, anh có nhận ra tài nghệ của Ngôn Tinh không hề non đâu. Giỏi quá. Kỳ Phương, nghe nói vợ chồng cô dịp này đến ly thân, e không thích hợp đâu. Tôi không nghĩ vậy. Được, vậy thì tôi có thể yên tâm cho cô biết một bí mật động trời. Ưng Phong đã thầm yêu cô từ mấy năm nay. Cô sảnh nói đùa. Không, thật thế. Hôm nay vừa khéo là ngày sinh nhật của nó. Tôi sẽ giúp cô chuyển một món quà cho nó thích và bảo nó ra bờ biển đợi cô. Nếu làm như thế thì cả hai chúng tôi đều rất lúng túng. Cô thích nó hay không thì tùy, nhưng hãy nể bà già này một chút. Nhân đây cô cứ tuyên bố cho dứt khoát đi. Chúc sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn. Tôi vừa vào thăm dì sảnh, dì ấy nói anh đang ở đây. Chắc cô ấy nói những câu khiến chị khó xử. Mong chị đừng giận. Thực ra tôi chỉ ảo tưởng, đó chỉ là một chuyện thần thoại mà thôi. Vì thế anh vẫn không muốn thổ lộ với tôi. Tôi sợ nếu nói ra thì chuyện thần thoại sẽ kết thúc mất. Ưng Phong, thần thoại cần có thời gian để tô điểm, xây dựng nên. Kết quả sẽ là gì, không ai có thể biết trước. Nghe nói dì sảnh đã giúp tôi chuyển cho anh món quà và muốn chúng ta mở ra xem. Tôi đã nói rồi mà, sư mẫu của tôi cứ làm tới lên như thế này. Alo, Văn Hân. Chị mau về ngay. Ngôn Tinh tham gia hội thi đua đánh bạc. Công lực của Ngôn Tinh chẳng kém gì Mỹ Giao. Sau vòng loại, những đấu thủ được vào vòng trong gồm Đinh Dĩ, Đổng Mỹ Giao, Vũ Hữu Khang, Ngôn Tinh. Ngôn Tinh bỗng nhiên vào cuộc, sau đây con nên thế nào? Đương nhiên phải tìm cách nhường nó thắng. Lẽ nào con định làm hoàng hậu đánh bạc? Con đừng quên lời ba nói. Làm hoàng hậu đánh bạc sẽ phải chịu đau khổ ra sao? Nhưng nếu làm thế thì con có lỗi với anh Phi. Anh ấy rất không muốn Ngôn Tinh dính dáng đến cờ bạc. Đừng hỏi nhiều nữa. Cứ làm theo lời ba dặn. Con phải thua. Vì tương lai của con và Đinh Dĩ, con phải tin ở ba. À,
Con hãy nghe ba, vì tương lai của con và Đinh Dĩ. Ván này điểm lớn nhỏ sẽ quyết định thắng thua. Ai đánh hết bài trước sẽ trở thành vua đánh bạc thế hệ mới trỗi dậy. Trước khi vào cuộc, tôi xin có mấy lời. Tôi biết ông Ngôn Phi tổ chức hội thi này nhằm lựa chọn người kế tục sòng bạc của mình. Xin hỏi ông Ngôn Phi sẽ vẫn thực hiện lời hứa của mình chứ? Mời ông Phi trả lời. Sau hội thi này, chúng tôi vẫn phải tổ chức đánh giá lại vua đánh bạc thế hệ mới. Sau đó mới có thể quyết định. Chúng ta bắt đầu. Bắt đầu. Không được thi nữa. Tại sao anh cho Ngôn Tinh thi đấu? Kỳ Phương, phu nhân Ngôn Phi, ván đấu đã bắt đầu, cần gì nên chờ kết thúc đã rồi hãy nói. Các phóng viên đang tề tựu ở đây, chúng ta có thể bắt đầu được chưa? Bắt đầu. Mời vị nào có quân ba rô ngửa bài. Tôi. Một đôi ba rô. Một đôi sáu. Một đôi chín. Mình có đủ bộ tiến lên. Mình không thể đánh. Tôi không. Thì ra hắn ta có cả bộ tiến lên. Nếu hắn cứ không ra quân, cứ chờ đến phút chót thì hắn sẽ thua. Một đôi hai. Tôi không. Chị có thể yên tâm. Đinh Dĩ sẽ áp đảo được Ngôn Tinh. Tôi không. Bao quân 4. Bao quân 10. Nếu muốn giúp Ngôn Tinh, mình phải từ bỏ quyền chủ động để cậu ta tranh thủ xuất quân. Bao quân ách. Mỹ Giao có ý giành chiến thắng. Đủ bộ 5. Đến lượt tôi xuất quân. Đinh Dĩ, chắc không có bộ cùng qua tiến lên chứ. Bỏ qua, không sao, tôi có. Nó to hơn của cậu. Bỏ qua. Đến lượt tôi ra ngoài. Chắc không ai có nổi bộ nào to hơn bộ này. Bỏ qua. Bỏ qua. Bỏ qua. Tôi cho các vị thêm cơ hội tiến sâu. Ca cơ. Bỏ qua. Hai cơ. Xin lỗi chị Mỹ Giao. Tôi có một quân to hơn một chút. Hai bích. Xong, tôi đã thắng. Tôi rất vinh dự có thể lấy được cả ách cơ. Xin chúc mừng, xin chúc mừng. Ông bà Ngôn Phi, công tử nhà ta đã không phụ sự kỳ vọng của mọi người. Cậu ấy đã tỏa sáng, đã chiến thắng. Hai vị đã tuyên bố với bên ngoài rằng nhất định không để cho con trai xa lầy vào dòng cờ bạc.
Không ngờ ông Phi đã bí mật rèn luyện cho con trai. Lẽ nào chẳng phải vì muốn cậu ấy hôm nay chợt dương vai đứng dậy, gầm thét với trời xanh. Chị, xin hỏi có phải chính ông Phi đã huấn luyện cậu con trai không? Xin hỏi chuyên viên Hoàng Văn Cửu đánh giá thế nào về hội thi hôm nay? Tôi nghĩ Ngôn Tinh còn trẻ mà rất tài ba. Cậu ấy đã có bản lĩnh. Cậu ấy đã được người cha huấn luyện rất có bài bản, đã trở thành một chàng trai có tiền đồ rực rỡ. Tôi mong ông Ngôn Phi sẽ thực hiện lời hứa để cho cậu ấy tiếp quản sòng bạc nhà họ Ngôn. Cảm ơn các vị. Kỳ Phương, anh mong em sẽ bình tâm nghe anh giải thích. Em nên chúc mừng anh. Anh đã được hả hê. Con trai anh đã kế thừa ngôi vua của anh. Anh không hề dạy nó. Nó tự ý đến dự thi. Anh định ngăn cản nó. Thôi đừng nói nữa. Anh là cha mà không thể ngăn cản nó. Nó không còn bé nữa. Phải, nó đã lớn. Nên nó có thể tham gia thi đấu trở thành vua đánh bạc, kế nghiệp cờ bạc của anh chứ gì. Kỳ Phương, anh tổ chức hội thi chọn vua đánh bạc chỉ có một mục đích: cùng em đi khỏi đảo san hô. Anh đã nhắm trước, người chiến thắng sẽ là Đinh Dĩ hoặc Hữu Khang Mỹ Giao, tuyệt đối không phải là Ngôn Tinh. Đừng nói thế nữa. Thật ra anh vẫn có mối lo ngấm ngầm. Anh rất muốn Ngôn Tinh trở thành vua đánh bạc cấp thế giới, kế thừa sự nghiệp của anh. Anh bảo đảm rằng anh hoàn toàn không có ý nguyện để cho Ngôn Tinh trở thành vua đánh bạc cấp thế giới, cũng không trở thành chủ nhân của sòng bạc ở đây. Được, em mong anh nói thì phải giữ lời. Hữu Khang, yêu cầu tất cả mọi người ra khỏi đại sảnh. Tôi đóng cửa sòng bạc. Xin lỗi các vị, xin lỗi các vị. Mời các vị ra về. Ba, các anh lui ra ngoài. Vâng. Con có biết tại sao ba phải tạm thời đóng cửa sòng bạc không? Vì muốn con cần ngẫm nghĩ, kiểm điểm về lỗi lầm của mình. Ba có cảm giác rằng con không hề ái nái thì phải. Nói đi chứ. Vừa nãy con rất đắc ý kia mà. Vừa nãy con chỉ thấy rất vui. Con không ngờ mình lại thắng chị Mỹ Giao dễ dàng như thế. Vậy hãy nói xem, con không hề học đánh bạc, phải không? Có thể nói dối ai khác, chứ không thể giấu nổi ba đâu. Con rất sành đánh bạc như thế. Kẻ nào đã dạy cho con? Không ai dạy con cả. Chỉ có chú Học Minh dạy con vài chiêu. Và 3 năm sống chui lủi, con đã tự mày mò. Không thể. Chắc chắn phải có cao thủ nào đó dạy cho. Hắn là ai? Ba, xin ba đừng quên, con là thế hệ sau của vua đánh bạc. Con tuyệt đối không cần người khác chỉ bảo cho. Đến nước này rồi mà con vẫn không chịu nói thật. Ba hết cách rồi. Con đã trở thành vua đánh bạc thế hệ mới. Sự thật này không thể thay đổi. Nhưng con định kế thừa sòng bạc thì đừng hòng. Ba, La Thần Phong đang ngày càng bành trướng. Hắn sẽ nuốt chửng chúng ta. Cha con ta phải đồng tâm hiệp lực thì mới bảo vệ nổi sòng bạc. Cha con đồng tâm. Đồng tâm ra sao? Ba có thể từ bỏ tất cả, kể cả những sòng bạc này. Nhưng chỉ có con và mẹ con, ba luôn nâng niu quý trọng. Ba không thể buông xuôi. Nhưng đâu phải lần đầu tiên ba không còn mẹ con nữa. Mẹ đã ly thân đấy thôi. Nếu ba không muốn lại mất cả con, thì chỉ còn một cách, là giao sòng bạc cho con chứ gì. Dừng. Được, ba nói luôn vậy. Thà rằng con bỏ ba mà đi, chứ ba không thể giao sòng bạc cho con. Kể từ giờ ba cấm con đặt chân vào sòng bạc.
Rõ ràng tôi đã trở thành vua đánh bạc, sao ông ấy lại cấm tôi vào sông bạc? Thật vô lý. Sư phụ, người thấy như thế có công bằng không? Cậu có biết làm vua đánh bạc điều quan trọng trước hết là gì không? Là phải có một bộ não bình tĩnh, hấp tấp và nóng nảy sẽ đi đến thất bại. Tôi ngỡ tôi đánh thắng, ba tôi sẽ rất tự hào. Nào ngờ ông ấy lại đuổi tôi khỏi sông bạc, trở nên tức tối. Hãy làm theo lời tôi thì sớm muộn gì sông bạc cũng sẽ trở về tay cậu. Lúc đó cậu muốn buông ra cũng không thể buông. Hãy phấn chấn lên và nghe lời sư phụ. Sư phụ gửi gắm toàn bộ tinh thần vào cậu. Hãy thể hiện thật tốt để sư phụ xem. Cảm ơn. Sư phụ yên tâm, tôi biết mình nên làm gì. Có thế chứ. Cậu cứ về đi đã. Ba, ba và Ngôn Tinh có quan hệ như thế nào? Vừa nãy con nghe thấy Ngôn Tinh gọi ba là sư phụ phải không? Thì ra ba đã dạy Ngôn Tinh kỹ thuật đánh bạc, sao ba lại làm thế? Lý do duy nhất là ba muốn trả mối thù sâu cho người mẹ đã khuất của con. Mẹ con đã chết như thế nào? Lạc Kỳ Phương muốn ép mẹ con nói ra tung tích của ba, nên đã thách mẹ con đấu ván bài sinh tử. Mẹ con đã thắng, nhưng Kỳ Phương không cam chịu thua cuộc, đã bắn mẹ của con. Cô ta đã giết bà ấy. Mỹ Gia, con phải nhớ lấy, Lạc Kỳ Phương là kẻ thù đã giết mẹ con. Bà đã cho con biết sự thật. Từ nay con phải liên kết với bà để trả thù nhà họ Ngôn. Nhưng bà biết con chịu ơn dưỡng dục của họ, nhưng con chớ quên ai là cha đẻ, mẹ đẻ của con. Tâm nguyện lớn nhất của mẹ con là gia đình chúng ta đoàn tụ. Tiếc thay, bà ấy đã bị Kỳ Phương giết hại, khiến ba phải sống cô đơn. Và con từ nhỏ đã thiếu tình yêu của mẹ. Giết người thì phải đền mạng. Nhưng Kỳ Phương chẳng qua mới chỉ ngồi tù 8 năm, vẫn còn quá sướng. Cho nên Mỹ Giao à, con chớ rối trí. Con phải trả thù cho mẹ. Nếu không, mẹ con ở trên thiên đường sẽ không tha thứ cho con đâu. Ưng Phong, tôi đi thăm gia đình Gia Gia ở căn hộ phía trong, nhưng họ đi vắng. Biết cô ở đây, tôi nhờ cô chuyển giúp một thứ. Mời anh vào chơi. Gia Gia qua đời, chú Thập Nhất rất đau xót. Anh vẫn hay đến thăm gia đình họ phải không? Tiếc rằng vẫn chưa bắt được hung thủ sát nhân. Thực ra tôi vẫn ngờ ngợ. Đêm hôm đó anh Gung Phi có mặt ở nhà cô thật à? Điều cần nói tôi đã nói trước tòa án rồi. Anh Phi đều có nhân chứng chứng minh anh ấy không giết người. Tôi cũng tin anh ấy không phải hung thủ. Cô đã nói anh ấy ra khỏi đây lúc 11 giờ hơn. Tôi nghĩ chắc cô còn giấu một sự thật nào đó. Tôi mong cô sẽ cho tôi biết, vì mỗi tình tiết đều là rất hệ trọng. Tin rằng cô cũng muốn đòi lại sự công bằng cho Gia Gia. Tôi sẽ cho anh biết. Mong anh sẽ giữ kín chuyện này. Đêm đó anh Phi đến nhà tôi 2 lần, đã ra về rồi lại quay lại.
Cô khẳng định vào nhà cô lần hai vẫn là Ngôn Phi chứ? Vì hôm đó bắt cô vẫn chưa khỏi. Tôi không nhìn thấy gì, nhưng tôi nhận ra giọng nói. Xin lỗi, tôi phải đi. Là Tần Phong. Lúc nãy anh lén quan sát nhà Dạ Tuyết phải không? Lén nhìn cái gì? Đừng vờ vịt nữa. Anh có thể nhìn trộm nhà Dạ Tuyết thì cái đêm Gia Gia chết, anh phải thấy Ngôn Phi đã ra khỏi nhà Dạ Tuyết. Anh đã đóng giả Ngôn Phi để lạm dụng tình dục Dạ Tuyết, có đúng không? Đứng lại. Sau đó anh chạm trán Gia Gia, cô ấy phát hiện ra hành vi bẩn thỉu của anh. Anh bèn diệt khẩu rồi gán tội cho Ngôn Phi, đúng không? Chú nói sao tùy chú. Tôi không có thì giờ hầu chuyện. Có giỏi thì cứ đi tìm chứng cứ rồi tố cáo tôi đi. Tôi sẽ tìm ra chứng cứ khiến anh phải bị trừng trị thích đáng. Tôi chờ chú. Tôi muốn dành cho nhân dân đảo san hô điều kiện vật chất càng hoàn thiện hơn. Băng hình này tôi có được từ nhà Dạ Tuyết. Tôi cho rằng La Thần Phong vội vã ra về đã quên đem theo. Cậu ngờ rằng anh trai cậu đã bắt chước giọng nói của tôi. Thảo nào Dạ Tuyết cứ nói rằng tôi đã quan hệ tình dục với cô ấy. Dạ Tuyết đã không bịa chuyện, vì cô ấy cứ tưởng rằng anh chàng quan hệ với mình đêm hôm đó là anh. Thực ra kẻ đó lại là anh tôi. Xin lỗi anh Phi, đâu phải tại cậu. Hắn đã giết Gia Gia, tôi nhất định sẽ đưa hắn ra trước pháp luật. Hiện giờ La Thần Phong không trong tầm tay của cậu. Sau khi tìm ra cuốn băng hình này, tôi đã đi tìm hắn. Tôi được các bạn cho biết hiện giờ hắn không ở trên đảo san hô. Dù hắn trốn đến chân trời góc biển, tôi cũng phải tìm ra hắn để chứng minh sự trong sáng của tôi. Châu Úc. Chào, em cầm đi. Anh sang châu Úc khi nào thế? Đừng ngại gì, thấy em sang đây một mình lạ nước lạ cái nên anh đến với em cho vui. Cảm ơn nhà ý của anh. Hôm nọ em ra đi không chào anh, em đã sai. Nhưng mong anh hiểu cho tại sao em phải làm thế. Không sao, có thể là anh chưa đủ chân thành khiến em cảm động nên em đã trả lại nhẫn cho anh. Thần Phong, em trả lại anh nhẫn vì em thấy hai chúng ta không thể hòa hợp. Hôm nay chưa thể thì ngày mai hoặc một năm nữa em sẽ nghĩ lại cũng nên. Anh không định ở lại châu Úc đấy chứ? Vì mong người mà anh yêu sẽ cảm động, anh sẽ ở lại ít hôm thì có sao đâu. Dạ Tuyết, em đừng tránh né anh. Anh không ép em phải đón nhận anh ngay. Hãy cho anh vài ngày,
Anh đưa em đi thăm các danh lam thắng cảnh. Anh biết em muốn quên đi mọi chuyện ở đảo san hô. Anh sẽ giúp em. Anh dám bảo đảm chỉ sau ít hôm, nếu em vẫn không thiết gặp anh, thì anh sẽ đi khỏi đây ngay. Một thời gian sau mới lại gặp em. Được, xin nhận lời. Nhưng em cũng muốn anh phải hứa với em một điều. Sau vài hôm nữa anh phải rời khỏi đây ngay, không được đến tìm em nữa. Tôi có việc quan trọng muốn nói với mọi người. Tôi phải đi tìm La Thần Phong. Cứ giao cho tổ bảo vệ đi tìm được không? Không cần. Tôi sẽ đưa Mỹ Giao đi cùng. Sông bạc tôi giao cho Văn Hưng quản lý. Còn một việc nữa, mọi người phải giữ bí mật. Cơ quan chức năng đã điều tra rằng kẻ thù cũ của chúng ta, Đổng Tứ Hải, ngay trước bị truy nã đã đi mất tâm mất tích, không rõ hành tung. Tôi ngờ rằng hắn đã thay đổi danh phận, biến thành kẻ đang ở cận kề chúng ta, rình cơ hội để đối phó với nhà họ Ngôn. Kẻ đáng ngờ nhất ở đảo san hô này là chuyên viên Hạ Dân Cửu. Nếu đúng là Đổng Tứ Hải, em nhất định không tha cho hắn. Vừa rồi Mỹ Giao đã làm rất tốt. Bỗng dưng Ngôn Phi lại muốn đi tìm La Thần Phong, tức là gián tiếp giúp cho chúng ta. Mục đích của chúng ta là dựng Ngôn Tinh ngồi lên ghế. Nếu Ngôn Phi không đi xa, thì chúng ta khó bề triển khai bước tiếp theo của kế hoạch. Nhưng trước sau gì anh Phi vẫn trở về, anh ấy có quyền nắm lại sông bạc. Đúng. Cho nên ba sẽ bắt Ngôn Phi phải mãi mãi ở lại châu Úc. Ba sẽ đối phó với anh Phi như thế nào? Yên tâm, ba chỉ bắt hắn ở lại châu Úc, chứ không lấy mạng hắn đâu. Đã 2 ngày rồi đấy. Vẫn còn 3 ngày nữa kia mà. Anh muốn cho em thấy một thứ này. Sao anh có thể dụ cả con chó đến tận đây? Nếu anh nói anh đã xin với chủ nhân của nó 3 ngày 3 đêm, chắc em sẽ không tin. Cho nên anh mới cho nó trở thành một điều bí mật mãi mãi. Cảm ơn anh đã đưa cả chú chó đến với em cho vui. Em biết việc này thật không dễ gì. Em còn nhớ cảnh tượng vài năm trước ở sòng bạc của Ngôn Phi không? La Thần Phong ngày ấy đã nhờ một bông hoa bông làm em vui. Không ngờ em đã vui lòng thật. Cứ vui vẻ đi nha. Nên
thì ra anh đã sắp sẵn âm mưu. Anh nằm đây im như thóc, đang nghĩ gì vậy? Anh muốn yên tĩnh một lát. Anh tuyệt đối không nuốt chửng em đâu. Anh ăn đi. Em chưa thấy anh ăn một chút gì cả. Hôm nay là ngày cuối cùng. Em mở ra xem đi. Là cái gì vậy? Không phải là thiếp cưới đâu. Tàu đánh bạc quanh Sóc Cai Trương. Con tàu này sẽ mang tên em. Tần Phong, mấy hôm nay chúng ta bên nhau rất vui. Anh tin rằng nếu em về với anh thì chúng ta sẽ càng vui gấp bội. Anh Phong, em đừng dối mình nữa. Cứ thử hỏi mình xem, có phải em không hề có tình cảm với anh không? Em cần có một chàng trai yêu em và che chở cho em. Hãy để anh được làm chàng trai đó. Xin lỗi, em không bao giờ trở lại đảo san hô nữa. Dạ Tuyết. Alo. Dạ Tuyết. Em đang chờ điện thoại của anh. Sao em nỡ không chào? Bỏ đi. Xin lỗi Thần Phong, anh có thể quên tôi đi được không? Sao phải như vậy? Mấy hôm nay em đã làm cho anh rất cảm động. Bông hoa hồng ngày ấy, khung cảnh nơi vườn nho, lẽ nào đều là hư ảo cả? Em rất cảm ơn những điều anh đã dành cho em. Em sẽ nhớ mãi. Nhưng cũng mong anh tôn trọng quyết định của em. Không, anh yêu em. Anh dám cam đoan không có ai trên đời này yêu em bằng anh. Thôi nào, anh đừng nói nữa. Anh đừng nên thế này được không? Đừng làm phiền em nữa. Sao lại vào đây? Anh muốn gì? Anh không muốn Dạ Tuyết cự tuyệt anh. Em cũng biết anh rất thích em, đúng không? Em không thể cự tuyệt anh. Anh làm tất cả chỉ vì em. Em biết không? Bỏ ra. Anh đeo bám tôi, nhưng anh chỉ lừa dối tôi thôi. Dạ Tuyết, không thể đi.
Dạ Tuyết, em có biết anh yêu em như thế nào không? Em đừng xa anh. Anh không thể để em xa anh. Mày là đồ tiểu nhân bỉ ổi. Chính cái đêm mà Gia Gia chết, mày đã mạo nhận tao để quan hệ xác thịt với Dạ Tuyết. Cho đến giờ mày vẫn chưa chịu buông tha cô ấy. Đứng lên. Mày đã giết Đinh Gia Gia. Tao không giết. Cô lên gác chăm sóc Dạ Tuyết. Mỹ Dao, cô ấy sao rồi? Bị đánh thuốc mê, chờ thuốc tan sẽ không vấn đề gì. Thần Phong, ta nhất quyết không tha cho mày. Mỹ Dao, cô ở lại với Dạ Tuyết nhé. Con hãy đi nói với Ngôn Phi rằng La Thần Phong đã gửi chiến thư thách đấu một gián. Ngôn Phi đang mãi đi tìm Thần Phong, anh ta sẽ không nghi ngờ gì. Còn con, hãy đến ở một nơi do ba thu xếp. Ba, ba định đối phó với anh Ngôn Phi à? Con đã muốn biết thì ba cho biết cũng được. Con à, chúng ta bắt Ngôn Phi phải chết. Ba, ba đã nói là sẽ không có hành động gì khác chứ mà. Con không thể giúp ba hãm hại anh ấy. Con không muốn Ngôn Phi phải chết. Thế thì ba nói thế này, kẻ sẽ phải chết là ba. Không đâu, ba đã nói rồi, Ngôn Phi không chết thì ba phải chết. Nếu hắn biết ba là kẻ thù cũ thì ba chẳng còn lựa chọn nào khác. Ba, xin ba đừng dồn ép con. Lúc này ai đang dồn ép ai? Mỹ Dao, hãy cho ba biết sự lựa chọn của con, để ba được chết nhẹ nhõm hơn một chút. Nếu không thể trả thù cho mẹ con thì ba sống còn đau khổ hơn là chết. Ba, đừng nói nữa. Con xin ba đừng dồn ép con nữa. Mỹ Dao, Mỹ Dao, ba phải trả thù. Chúng ta nhất định phải trả thù. Chúng ta nhất định phải trả thù. Mỹ Dao, tôi kêu cô ở đó chăm sóc Dạ Tuyết, sao lại về đây? Vừa nãy Thần Phong gọi điện cho em nên em đi xe về đây báo cáo anh. Hắn gọi điện cho cô, hắn nói gì? Anh ta muốn thách đấu với anh. Nếu anh ta thắng thì từ nay anh không được can thiệp vào chuyện giữa anh ta và Dạ Tuyết. Hắn dám khiêu chiến với tôi, tôi sẽ không tha cho hắn. Hắn đang ở đâu? Anh ta đã cho em biết địa chỉ và bảo em cùng đi với anh. Hắn rất sẵn mưu ma trước quỷ. Có thể nhân lúc chúng ta vắng mặt, hắn sẽ quay lại quấy rối Dạ Tuyết. Cô nên về đó với Dạ Tuyết đi. Mình tôi đi là được rồi.
Ba, ba xịt thứ gì vào trong đó thế? Ba cũng không biết là chất gì, chỉ biết trong đó có một loại virus. Và nếu Ngôn Phi hít vào cơ thể thì sẽ rất thú vị đấy. Ba, liệu anh ấy có chết không? Sẽ không chết ngay, nhưng hắn sẽ sống. Còn khốn nạn hơn là chết.